Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel youtube của Tùng Lộc Gạch à, Hôm nay thì mình lại quẩy uh, đây Ú uh, Anh em ơi, anh em ơi, đâu rồi ấy mình, uh, Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cái con tướng Golden Chef Dreamman nhá à, Anh em ạ, con này là exclusive và mình đã mượn được của bạn Dung2321 uh, Đây rồi, đấy, nghe chừng con này là uh, Con này nghe chừng là hiếm đây nhưng mà sao nó hiện hỏi hỏi chấm exit này nhỉ Con này là ở đâu ra đây à, Thôi, quẩy lên anh em vào cái cái map này hơi tối cái cái map mon bay hơi hơi tối để kiếm cái map nào sáng sáng tí rồi à, xin chào tất cả anh em à, bởi vì là mình là mình mình thu video ấy nên là mình nói nhiều một chút nhá anh em thông cảm nhá oh à, cái ông Muriel là ông mẹ người Việt Nam hay người nước ngoài nhỉ mẹ vào toàn hay nói tiếng Anh hết gì để Đây, đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay chúng ta có CZ Kiệt FBI, tình vãi đã CZ này còn FBI nữa Bạn Dung2321 và bạn Muriel, một thanh niên đến từ đất nước Hàn Quốc xa xôi Đéo thì nói tiếng Việt thì cả các bạn ạ, sủa toán tiếng Anh Ở vãi, hai anh em bro, ok à, Coi như là hai quay đầu chúng ta bỏ qua nhé, và đến quay thứ ba thì chúng ta sẽ triển khai đội hình dần đây là lần đầu tiên bọn tôi chơi với nhau à, cũng không rõ là anh em đội hình anh em như thế nào nhưng mà thôi có chơi thì cùng thắng thì cùng thắng mà thua thì cùng thua đấy Để... à dạ. ừ, đội bạn khá khá là trong rõ à, đội bạn khá là rõ à, đấy rồi đấy à dạ. enigma của ông nào đây đây khả năng là enigma của cz kiệt phi rồi à, kiệt fbi rất nhanh à, không hiểu sao quái đi nhanh thế nhỉ có một phẩy năm mấy thôi mà sao quái đi nhanh thế nhỉ đoán cái đâu bảy quay rồi anh em ạ ồ hô hô ui cái con à à đấy bảo sao bạn à dùng hai ba hai một bạn bảo là bạn dùng x hai bảo sao tự nhiên thấy nó cái nhịp game nó nhanh hẳn đấy anh em ạ trời nhảy phê đấy có quả x hai này cày tiền thì à đây có, chỉ cần một người dùng x hai thôi là chúng ta cả team sẽ có x hai rất là phê anh em ạ bên cạnh đó thì anh em cũng để ý nâng tướng nhá bởi vì là x hai nên là cái cái nhịp chơi game ấy nó hơi bị nhanh một chút thì anh em để ý nâng tướng. Ui giời. Dạ. Quay 11 đội bạn đã ra hàng khủng rồi. Hacker TV Woman của ông Sipway. Ông Sipway đang sử dụng Hacker TV Woman, một con unit khá là biến thái, nó có khả năng là làm quay đầu tất cả các con unit khác. Nhưng mà người hùng của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Đây rồi. Trời ơi. Hai quả mũi khoan liền, mũi khoan ba liền. Chết xời. Anh này mặc quả áo LV Gucci luôn. À đây chắc chắn là quả áo LV màu mạ vàng anh em ạ. Con này thì chắc chơi đừng hỏi anh em ạ bản thân chép uh, uh, drimen thì uh, tất cả các con tướng của nó trông đều rất là chất chơi tuy nhiên con này là một ngoại lệ luôn các bạn ạ nó bọc vàng từ đầu đến đít luôn uh -huh! quá khủng chúng ta cùng xem qua chỉ số của nó nhá tôi đã lỡ tay uh, nâng uh, của nó lên một chút rồi à, ấn tuyệt chiêu ấy nhưng mà bản thân chúng ta không thấy cái con unit uh, đối phương nào ở đây ở ấn tuyệt chiêu thì nó hơi phí đây con này chưa có chết các bạn ạ dps đang rơi vào năm nghìn sao dps thấp nhỉ đâu rồi. để tôi tôi chỉnh cái uh... Cái này có có chỉnh cái ấy không? Graphic mode không? Graphic quality này không? Cao nhất rồi anh em ạ. Không cần đâu ấn đi á à? Thôi được, ấn luôn. Bạn dùng uh, 2321 bạn ấy nói là ấn luôn skin của nó đi, ấn ạ. À. Hai bạn. Ý. Ông phải nào? Gì đấy? Gì đấy? Thấy gì đâu dung ơi? Hả? Ấn cái này, thấy cúi đầu cái chào cái này, xong rồi thôi à. <laughs> Ở nhà. Ủ vãi. Ui lêu 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 lều anh em ạ. Ấn skin văn nó gọi ra quả <laughs> mũi khoai to đùng gật gù này. Con này 100.000 máu. Đấy, Dream Level 2 Vãi. Quẩy lên anh em. Sơi quẩy đệ quẩy đệ quẩy đệ anh em ạ. Skin cái Khá là khét. Đấy, nó đang gọi ra một con đệ có khoảng 100 000 máu. Xem này, mổ luôn. Mổ luôn. Ơi à, ôi giời, dạ. ôi thôi. Ồ à nó đánh bom tự sát các bạn ạ. Các bạn ạ, nó à, Aruha phát nhảy vào. Thôi xong, đội bạn bằng phẳng luôn. À, rất tiếc là cái skin này nó cooldown hơi lâu. Tôi đếm lanh quanh chắc nó phải tầm một khoảng độ 4 phút à, 240 giây. Tầm đấy. À, skin khá là ghê đấy. Đây rồi, ở level 3 DPS 19.000. Sao con này DPS thấp ghê nhỉ anh em nhỉ? Vãi ông ông Kiệt FBI này ông ấy có quả Ava quả Ava con chuột nhìn ghét vãi con hamster đuôi dài. <laughs> anh em có nhớ quả truyền thuyết hamster đuôi dài của thanh niên VOZ không? <laughs> Chỉ một câu nói anh ấy đã trở thành huyền thoại bên cạnh phòng tôm. Được rồi, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn theo dõi kỹ nhá. À, thanh niên Golden Chef Dreamman. nghe cái tên đã toát lên sự sang trọng rồi. Golden vàng mà anh em đấy bọc lv đến đít luôn từ quả dày quả mũ từ đến quả mũi khoan của nó à, con này khá là khỏe đấy thành nhiên dùng hai ba này còn có cả con à, doctor một con unit khá là biến thái con này tạo hình rất là ma quái nó khá là khá là mạnh rất tiếc là như là chỉ xây được một con thôi thì phải à, gì đó? con này chỉ có chỉ số trong bảng xếp hạng hai năm của game mới có quá à? vãi khét vậy Nghe à. em hoàn đấy nhỉ dân chơi đấy anh em ạ đứng cạnh dân chơi phát là thấy mình đẹp trai hẳn nhưng mà mình cũng vàng nhưng mà vàng chợ đồng xuân anh em ạ còn vàng của con này nó là vàng bốn chín luôn vàng là à, cái gì nhỉ vàng dùng vàng thăng long luôn Đây, ừ, đứng cạnh con này quê quá rồi. À, à, tôi định review cho anh em xem sức mạnh của golden dream man coi như anh em có thể thấy là mấy ông à, bạn chơi cùng đang mày quẩy con à, energizer này rất rất trâu con này thì ui dồi, con này còn có, có chết gì đấy chết sniper à mới có chết sniper nó đã chém này rồi anh em ạ chém nó quái trắng cả lên luôn u uh, chóng mặt quá ôi, đội này màu mè quá sắp xinh quá ờ, thả thả quái xuống đây cho mình bắn cái bạn ơi ai nè ôi da nó bắn quả đạn hơi bé các bạn nó bắn quả đạn này không phải mức khoan đâu nó bắn hơi bé tôi không nhìn thấy gì cả mấy ông này thôi xây thử thêm con nữa xem nào à rất tiếc giống như các uh, chép dreamman khác thì golden dreamman nó cũng chỉ xây được một con mà thôi anh em ạ nó chỉ xây được một con mà thôi Ờ, oh, thanh niên này thì đúng là như là tôi đã nhận xét đấy nó mang tính biểu tượng nhiều hơn đấy rồi tôi lại gọi đệ ra rồi anh em ạ Ui uh, uh, con đệ này khi mà tôi lên level mắc ấy thì nó gọi ra con đệ khoảng hai triệu máu với dáng đi gật gù cái đuôi lắc lắc anh sẽ xông lên con này cũng là màu vàng nhưng mà màu vàng giống tôi vàng này là vàng ở à, bixi đấy tôi là vàng ở chợ đồng sân còn đây là ấy à vàng bốn có chín à, đội bạn trâu chó lên rồi u xây 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 anh em ạ phải xây quả backup hỗ trợ này Hôm nay tôi có mang theo à, à, người nhà của tôi, đây chính là à, Titan Computer Woman. Bắn khét lẹt luôn anh em ạ. Úi giời. Úi giời. Skin kinh vãi. Ok. À đây, à, bạn dùng à, hai bài một bạn có nói bạn backup rồi. Tuy nhiên là cái thanh niên à, update computer à upgrade Titan Computer Man ấy thì thành niên này nó nó thật là nó hơi hơi bị à, yếu một chút. Nó mà đánh à, AE đánh lan thì sẽ khét hơn. Đây anh em có thể thấy tôi xây à, Computer Woman ra, cái nóc nhà nó làm bá chủ luôn. Uh. Đằng trước chúng ta có Hacker TV Woman Không biết là Hacker TV Woman xây được mấy con nhỉ Anh em có thể cho mình biết được không Ôi lại còn có cả Golden Camera nữa Ông nào xây toàn hàng khủng ở đây nè à, Đội hình của mình ngày hôm nay khá mạnh anh em ạ à. Đấy lại còn có cả Sona Titan nữa Thanh niên đập đá phá nhà nữa uh, Rất tiếc là Sona Titan uh, sau khi bị nép đi đã khá yếu Nó đánh không đánh stun uh, ác như mọi khi nữa Đây rồi chúng ta đã đi đến quay 49 thật là phải nói là một tốc độ rất khủng khiếp mặc dù là vừa chơi vừa phá là chính nhưng mà bọn tôi cũng đã đi đến bốn mươi chín rồi uh -huh. nói thật là anh em xây tướng hơi kỹ nên là mình uh, cái con uh, cái con uh, gì nhỉ con <laughs> golden Jet Dream Man này của mình nó bắn không tới à, nó chưa có chết nó bắn gần lắm đấy kể cả cái con uh, secret agent này nó bắn cũng rất xa đấy. anh em nói thật là con này anh em chỉ cần mang bộ đồ ở trên người nó đứng ở đây là nó đã là chùm rồi rồi à, chúng ta đã đi đến về cuối những uh, con quái cuối cùng của năm 50 uh, chúc các bạn uh, xem video một ngày vui vẻ và mình là Tùng Lọc Gạch chuyên đi review uh, Skibidi ahhhh à, 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 bắn đi anh ơi <laughs> hôm nào lúc nào tôi phải review lại con này cho anh em biết được chứ hôm nay review nó hơi trong vánh gần như không thể hiện được sức mạnh gì nhiều rồi à, cảm ơn bạn uh, Kiệt FBI bạn Dung2321 và bạn Muriel à, các bạn đã rời vào game à, chơi cùng với mình à, đặc biệt là bạn Dung2321 đã cho mình mượn cái con uh, Golden Chef Drone này con này thì rất khét anh em nhé Hello anh, uh, hello xin chào anh em. Uh, hôm nay mình sẽ làm quả review kép, uh, review kép tức là nha, tức là mình sẽ review hai uh, lần liền. Yeah, lần đầu tiên là mình chơi với cả tất cả các bạn nhá, yeah. lần thứ hai là mình sẽ quẩy một mình. Vẫn là insane, full auto skip và speed bây giờ mình đã đẩy lên 2.0. Yeah, anh em ạ, à, mình vừa được bạn uh, dung 2321 tặng nhau cái speed 2.0. Tuyệt vời, út map được đánh như cơn gió, lắm. ngon ngon. Chấp hết các cả uh, thể loại quái. Ôi chết rồi, lỡ 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 tay rồi, lỡ tay rồi tí xây con lager like spotlight của gì đây anh em ơi. Mình mình nỡ tay nâng lên rồi, thôi highway, thôi xong rồi Eo. Vẫn là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Mình sẽ mang con Golden đi review một lần nữa Để anh em xem xét lại cái sức mạnh của nó nha Bởi vì à, cái lần trước ấy à, Sau khi mà tôi à, chơi với cả anh em ấy Thì anh em xây unit khét quá à, Xây kín đặc luôn Thế là cái con Golden cameraman gần như nó không phát huy được sức mạnh Quái gần như là chưa đi đến gần nó là nó đã chết rồi Đấy, Cho nên là à, ở Cái lần này thì tôi sẽ review một mình Đấy. Lúc mà anh em review đông quá thì anh em bắn tum luôn tẻ lẻ tôi chẳng thấy gì luôn đấy. Không nhìn gì mà review anh em ạ. <laughs> Uhu. -huh. Ôi, Naga Spartan trâu phết anh em ạ. Mới khoảng độ uh, level 2 thôi mà nó đang dùng gánh tôi đến tận ô 8 rồi. Không ngại va chạm. Uhu, -huh. ô 9 anh em ạ. Ừ giờ tôi nhớ ra rồi. Nó sẽ đánh tôi đến ô 10 luôn đấy. Level 2 anh em nhá. Vẫn đang là level 2. Không hiểu rằng nó có gánh được không. Ái à da, tuy nhiên đã ô 10 đã xuất hiện. À, lúc này tôi xin phép tôi đẩy nó lên level 3 Đấy. đẩy lên level ba ô hô ô hô. úi sơi tôi đã cho nó lên level 3 và nó đang vẫn đang gồng anh em ạ vẫn đang gồng rất khỏe rất khỏe xây luôn dream man ra xem nào xây dream man ạ gọi đệ luôn em ạ gọi đệ luôn à, ấy ấy à. ạ đây, xin nhắc lại với anh em, đây là dân chơi công tử bạc yêu luôn. Ui sời, vàng từ đầu đến chân ái dà, ái dà, ái dà, DPS của anh ấy chỉ bảy nghìn rưỡi, à DPS chỉ hai nghìn hai thôi. Tuy nhiên này, như là tôi đã nói, đã là công tử thì không cần phải trình bày nhiều. Gọi đệ ra đánh nhau luôn. Lên level hai, DPS mới là năm nghìn. Level ba, ái à, à, chưa đủ tiền lên level ba các bạn ạ. Tuy nhiên này nâng thì cũng ít tiền thôi, không nhiều nhưng mà cũng ở mức độ vừa vừa chứ không ít. Úi trời, nổ phát, quái người chết, lè lưỡi. phải đấy, anh lại gọi đệ ra. ủ, chết rồi. Phải gần ba phút nữa tôi mới gọi đệ ra cơ, cứu tôi với anh em ơi. Ui ui. Ôi, ôi, ôi không sao. Đây cho anh em chiêm ngưỡng một lần nữa nhá, thần tài của chúng ta. nghe đâu là cả uh, server, cả game ấy, chỉ có 25 con thôi. Rất là khét. Đấy, đúng là mình đã cắm bách trở lại thì mình phải review những con như thế này nó mới xứng đáng để anh em theo dõi. Anh em đã chờ đợi mình rất lâu rồi, đúng không? Từ ngày mình bị YouTube nhốt tù lần đầu tiên cho đến bây giờ là đã gần 3 tuần rồi anh em ạ. Gần 3 tuần mình bị sai game mà cảm giác như 21 ngày. U uh -huh, lên ơi đây rồi, một phút nữa là tôi lại gọi đệ ra rồi Hư, hư, lại hư này Anh em thấy nó bắn ra cái mũi khoan màu vàng không? Đúng là nhà giàu cầm vàng, đắp vào mặt bọn này luôn Đắp vào mặt ừ, Xem mấy con này full lên level chưa Úi xời, cầm vàng đắp mặt bọn này luôn à, Ái, xà Ui, đứng cạnh nó mình cũng thấy sang trọng hẳn anh em ạ Úi xời, anh em theo dõi kỹ này Úi, vàng đầu đến chân luôn Khác hẳn mấy màu vàng à, trận đồng xuân của tôi à, Màu vàng vịt con mới ra đời này Thì màu vàng này là một màu vàng hoành tráng sang trọng Unit đội bạn đang là khoảng ba mươi mấy nghìn máu nha, ba mươi nghìn máu nha anh em nhé. Đây là màu vàng của SGC. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể không nhắc đến Lager À, Đóng vai chính ở trong tất cả các map Vai chính thứ Không phải vai phụ anh em ạ, đây không thể coi là vai phụ được, vai phụ thì tôi có thể đưa vào cái con Lucky TV Woman này vào, cho thêm tí may mắn vào thôi Quá khủng Tuy nhiên thì Để Backup cái trường hợp mà Đôi bạn tràn qua anh em ạ Tôi đã đặt cho anh em một Computer Woman ở đây rồi Ý nữa đôi bạn tràn qua đi Ui quay 28 rồi khá là nhanh Từ khi có x2 thì mọi thứ đều xảy ra rất là chóng vánh. Tôi phải nói lên mồm Cảm giác lưỡi tụt cả ra ngoài Không có gì thay đổi Đam chính ở đây DPS của Lager Spotlight chỉ có 333 của Lucky TV Woman vẫn là 622 Như vậy đam chính của chúng ta ở đây vẫn chỉ là Golden Chef Dreamman nhé các bạn nhé Đấy Đây là lãnh chúa khoan màu vàng Ui uh, chết rồi Ui nó bắn khá khá trâu đấy nha bạn Con này 180 mấy nghìn máu mà nó bắn 4 phát là nghèo rồi Chứng tỏ DPS của nó 16 nghìn này nó chỉ là một cái tương đối rồi Ơ à, tôi còn chưa up mắc này Mắc luôn level 5 Trời ơi DPS lên 35 nghìn Kháng chết con này luôn À bắn nó tè cổ vào đây lại hư, hư này hư này Ui con này, này. Này, này. này triệu máu ạ Triệu máu về thành về thành sức Ui trời con này bắn lan đừng hỏi luôn à, bà, 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 bà. ơi bị ngon ơi bị ngon gì vậy tất cả các thể loại đầu trâu mặt ngựa bắn hết Ích, không cho bọn này đổ xít vào thành phố bọn này nó vác bồn cầu chứa đầy xít các bạn ạ nó định nhảy vào đổ vào thành phố nó đổ đầy pupu ra thành phố đấy này à Phang luôn phang luôn Phang luôn đứng lại à bọn này bọn này à, vệ sinh môi trường vệ sinh môi trường à, hư à u trời ơi hư quá này bị con à, lắc à, con gì nhỉ computer woman mình nó bắn nó hư ươn người luôn anh em ạ u trời hư này Ôi, chết rồi tôi 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 tôi, tôi 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 nỡ rồi con này bắn xa quá anh em ạ u TITAN COMPUTER WOMAN, anh em nào thấy ưng ừ, cái con TITAN COMPUTER WOMAN này thì anh em lên uh, cửa tiệm của mình mà khuân về nhé Ui trời ơi, bắn đi đừng ngửi luôn này, úi Bắn mẹ dài cả mét luôn Thấy chưa uh, Golden Chef Green Man, uh, nói thật với anh em ấy Nếu mà anh em uh, từng chơi iPhone đời đầu, từng lên cửa hàng IOS đời đầu thì anh em sẽ biết có một cái ứng dụng Đấy là ứng dụng AMRICH, uh, tức là tôi giàu Cái ứng dụng đấy nó không có một cái chức năng gì cả Chỉ có một cái chức năng duy nhất đó là tốn tiền thôi Tức là để mua cái ứng dụng đấy như đâu đó các bạn mất 1 đến đô. Để em mua uh, thời điểm nào đi chăng nữa Thì cũng tương đương một số tiền 50 triệu một cái ứng dụng Và cái ứng dụng đó thì Nó không có tác dụng gì cả Nó chỉ có tác dụng để chứng tỏ cho người ta thấy là Mình là người có tiền thôi Và cái con uh, uh, Golden chef Rayman cũng vậy anh em ạ à. uh, Khi mà anh em mang cái con tướng này Ở trên người ấy Thì anh em Không phải giải thích với ai cả đây chính là chứng minh cho câu nói là mình là người có tiền đúng không? Tao không cần biết là là mày đi nối bao nhiêu, tao không cần biết là mày đứng top bao nhiêu, tao chỉ cần biết là tao có Golden Chef remen, À, anh em hiểu không? Cái câu nói là như vậy đúng không? À, anh em không cần quan tâm là là nó làm cái gì, đi cái gì cả, chỉ cần nó sở hữu Golden Chef remen thôi. Đây mới là một dân chơi thực thụ. À, cả server chỉ có khoảng 25 người có rồi anh em ạ. Cả game này chỉ có 25 người có rồi cho đến giờ phút này. À, con nào nó thịt con tay trên computer Woman của mình rồi. Đứng ra đây cho nó vui em ơi. À. Mặc dù là nó không bay mực mình đâu. Tuy nhiên là mình không thích cái kiểu mà mà chúng nó bay tướng của mình. Đúng Ấy à, mình xây hẳn bên kia luôn, mày, mày qua chảo tao kìa Mày qua chảo tao cả, xây, xây, xây luôn Hư này Hư này, úi xa Hư à, anh em xem con, con computer woman nó bắn này Ui, 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 ui Bắn xuyên từ trước ra sau, xuyên từ đầu xuống dưới mông À, xuyên từ đầu, à, lưng xuống ngực, à, chết, 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 chết Xuyên từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, từ trên nhà xuống dưới bếp À, đội bạn khá là khỏe đấy Tuy nhiên thì, à, uh, I'm rich Câu nói rất là nổi tiếng của Batman Các bạn ạ, lúc mà uh, cái gì nhỉ? Flash hỏi là siêu năng lực của anh là gì Batman trả lời một câu đậm chất Batman luôn. I'm rich. Đấy chưa? Bây giờ các bạn cũng có thể nói tôi là ui tụng lò gạch chơi gà vãi lều. u uh, uh, các kiểu ok. I'm rich. Đấy. <laughs> Đùa rồi, con này mình đi đi mượn mà Chém gió tí uh, tận hưởng cái cảm giác này nữa mấy nữa phải giả nó người ta rồi. À, cái con uh, Golden Chef Remen nhá. Nếu mà anh em cần chứng tỏ đẳng cấp của mình thì anh em xúc con này về. Còn uh, tùy tôi thật con này bây giờ xúc không biết giá bao nhiêu nữa Có thì không có mà xúc đâu anh em ạ Còn nếu mà anh em cần một cái con tướng mà nó thể hiện được cái sức mạnh của nó ấy, thì anh em nhìn đây ui, ui, ui. Tất cả đứng dàn hàng ra cho chị bắn ạ Xin nhắc lại với các anh em Titan Computer Woman Đấy nhà vô địch trong cái làng đồ sát ai à, à, Nhà vô địch trong cái làng đổ toilet Dọn toilet Chị này đã đạt à, à, hai cái bằng khen về à, Dọn toilet ở trong năm kìa Tốt, những khách sạn hàng đầu muốn pick về à, ấy, Anh em nào mà muốn mà Mát clear sạch bóng như là mẹ toilet sạch bóng ấy, Thì anh em phải phải chơi cái loại uh, Titan Computer Woman này Nó cho bọn này thì này thì gọi đấy gọi đệ sơi đấy được chưa um, I'm rich à, gọi vào phát đây thì khả năng là giờ phải chứ không phải giờ flash anh em ạ đây là giờ phải chạy ra ô, 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 nhanh lên bạn đây đi lại còn cả thọt cả thọt này nữa quẩy lên à Ui sôi ôi Ui sôi ôi bắn này ui đạn nó dày như là ui ui như nhau vỡ tổ anh em ạ Ui sôi kiến đốt còn không nhiều bằng con này bắn ui 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 anh em bắn xem là con bắn xuyên nữa cơ bùm ô, ông kia tự sát này nó là con đệ của con uh, chép uh, Golden chép này nó chỉ mang tính gọi là dọa dồ đây các bạn, ạ. còn <laughs> nó khá là phế. Uh, tuy nhiên thì chép Remen cũng là một con tướng ở cái mức uh, đa ở mức uh, uh, khá. Uh, tôi chấm nó khoảng 8 điểm về sức tấn công, về ngoại hình, về uh, những cái đi kèm ấy thì phải nói là 10 điểm. Trên cả tuyệt vời luôn anh em ạ, trên cả 10 điểm luôn rồi. Giống như kiểu là nó là một cái nhận diện thương hiệu ấy anh em cầm điện thoại mà nhắn hiệu Samsung ấy, thì người ta có thể không biết là ông đang dùng Samsung gì người ta chỉ biết ông dùng Samsung thôi nhưng mà ông dùng iPhone nó nhìn nó khác bọt ngay Samsung nó còn lẫn với cả ăn nhiều điện thoại Android khác như là cái gì nhỉ ờ, mấy con của điện thoại tàu hay là mấy con điện thoại mấy hãng vớ vẩn ấy nhưng mà không đây là nhân điện tín hiệu rồi nhìn thấy con này trồng ra là biết rồi ủa anh này giàu vãi trưởng có khi là cả người tôi chỉ có một con này thôi nhưng mà nó không dám chê tôi nó bảo ủa anh này chắc là giàu lắm đấy bởi vì anh chơi con này mà rồi à, cảm ơn anh em đã nghe mình chém ra phép video ngày hôm nay mình xin dừng lại ở đây à, như vậy qua hai video thì các bạn đã nắm được phần nào được cái sức mạnh và cái độ hoành tráng của cái con Golden Chef Dreamer này rồi À, cảm ơn anh em đã theo dõi mình à, nếu thấy video hay hãy cho mình một like một subscribe để mình có thêm động lực nhá xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn.